Hello và xin chào. Mình tên là Crystal, tên Việt Nam là Phượng. Vài lời chia sẻ vì sao mình muốn trở thành cô giáo viên dạy tiếng Anh. Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và sau đó sống ở Mỹ được một thời gian khá dài, 38 năm vật đổi sao dời, có phải không? Lúc đó mình qua vẫn là một cô bé ngây thơ không biết gì, và bây giờ trở lại Việt Nam đã trở thành một người có tuổi ở bên Mỹ. Mình hành nghề là một nhân viên xã hội cho Department of Public Social Services of Los Angeles, là cơ sở về an sinh xã hội, giúp đỡ cho người nghèo, người già, các trẻ em, những người tàn tật. Thì đó là công việc của mình 20 năm trời. Mình làm việc với cả tấm lòng, giúp đỡ những người cần giúp. Tại vì mình biết cuộc sống của những người nghèo khổ như thế nào, vì mình xuất gia, xuất thân từ đó. Rồi sau 20 năm sau, vừa đúng tuổi về hưu, thì mình về với tuổi rất còn trẻ, nhưng với mộng là có thể làm được việc gì hơn là những việc hàng ngày ở sở xã hội ở quận Hạc. Vì đã mấy chục năm qua, mình là một người thích viết, thích truyền đạt tư tưởng, thích đi đây đó để mà chia sẻ những cảnh đẹp cho mọi người. Đó là niềm đam mê của mình. Cho nên tháng 1 vừa qua, là năm nay 2024, mình về lại Việt Nam. Trước là muốn ở gần mẹ già, mẹ này là 82, 83 tuổi rồi. Ước nguyện của mình từ lâu là được ở bên cạnh mẹ, đến khi nào mẹ không còn nữa. Và vì ở đây thời gian không biết đến khi nào về lại Mỹ, cho nên sẵn mình muốn học thêm một cái nghề để mà dạy học. Tiếng Anh đối với mình là một cái ngôn ngữ mà mình yêu thích đã khá lâu. Mình rất yêu ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Và vì vậy vừa qua mình có đi học một cái lớp đào tạo để trở thành cô giáo, và đã được thành công. Mình mới vừa học xong, rồi mình cũng đăng ký 2-3 tuần nữa sẽ đi thi lấy một cái chứng chỉ để chứng nhận là mình có khả năng để truyền đạt tiếng Anh cho mọi người khác. Đó là việc mình đang học. Vì sao mình muốn trở thành cô giáo? Nói về cô giáo thì thật sự đã từ lâu ở trong tâm mình lúc nào cũng thích truyền đạt những gì mình biết đến mọi người. Rất thích luôn á. Nhớ 8-9 năm về trước, khi mình còn làm ở quận Hạc, thì được sếp giao cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ tạm thời thôi, là giúp đỡ là hướng dẫn những đồng nghiệp mới vào. Thì khi mình được cái nhiệm vụ đó, mình lần đầu làm thì cũng hơi run, nhưng mà sau đó cảm thấy rất là đam mê được truyền đạt những gì mình biết. Và từ lúc đó tới nay, mình có nguyện vọng là sau này sẽ trở thành một người professional trainer, là một người thực sự đi dạy mà được kiếm tiền. Và nay cái sự mong ước đó nay đã trở thành sự thật. Cho nên mình rất cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà, cảm ơn Thượng Đế đã cho mình tuệ nguyện. Và ước mơ của mình là sẽ truyền đạt những gì mình biết cho những học sinh ham học tiếng Anh,
mình hiểu học tiếng Anh nó khó khăn như thế nào vì mình đã trải qua rất nhiều năm đầu kia ở Mỹ, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn, sẽ tận tình hướng dẫn, sẽ có nhiều kiên nhẫn và kỹ năng mà mình biết thì mình truyền đạt những gì mình biết. Những thành công và hạnh phúc trong đời của học sinh cũng là niềm vui và hạnh phúc của chính mình. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xem câu chuyện của cô giáo sắp hành nghề. Vì sao mình muốn trở thành một cô giáo tiếng Anh? Xin chào ạ.